Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đài Huy Tuấn. Và chiều tối ngày hôm nay là ngày 24 tây của tháng 6 của năm 2019. Đầu chương trình thì mình đi vào cái chi tiết của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2019, đặc biệt là cái ưu tiên F2A mà nó đã đáo hạn và cái vấn đề hồ sơ với cái trung tâm của sở di trú. Nói tóm tắt lại, nếu mà quý vị đang bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi độc thân mà có thẻ xanh, hoặc là bảo lãnh cho vợ chồng mà thẻ xanh ở bên Việt Nam, mà thân nhân đang ở Việt Nam, thì cái hồ sơ nó vẫn đi bình thường thôi. Nó không có nhanh giống như quý vị nghĩ rằng khi nó đáo hạn như vậy. Cái lý do tại sao? Tại vì một cái hồ sơ nó phải đi qua cái thủ tục với những cái cơ quan. Thì cái cơ quan đầu tiên là sở di trú, rồi sau đó tới trung tâm visa, rồi sau đó với tới cái lãnh sự quán phỏng vấn. Thì trong ba cái văn phòng, cái văn phòng đầu tiên của Bộ Nội an Sở Di trú thì nó là chậm nhất, nó là chậm nhất. Thì quý vị, hồ sơ của quý vị nằm ở đâu thì nó nằm vào cái phân chia của cái hồ sơ mà lúc mà quý vị đã nộp thì nó chỉ rơi vào một trong bốn cái trung tâm đó thôi. Đó, thì trong cái trung tâm mà nó phân chia cho bên miền Đông, bên miền Bắc, thì cái đó là Vermont thì nó nhanh nhất, còn mấy cái kia thì nó rất là chậm. Rồi sau đó đi tới cái trung tâm của cái Bộ Ngoại giao thì đóng tiền làm thủ tục, rồi sau đó mới về Việt Nam. Cho nên khi mà nó đáo hạn như vậy thì cái sự chênh lệch thời gian đợi chờ nó vẫn bằng như vậy thôi. Nhưng mà nó khác biệt rất là lớn là nếu mà những cái hồ sơ đang ở trong nước Mỹ, hoặc là những cái tình trạng mà con em của quý vị mà cần cái sự bảo vệ của CISPA để giữ cái tuổi dưới 21, chứ không phải là bị trên 21 rồi bị chuyển qua ưu tiên F2B mà phải chờ tới 7-8 năm. Thì mình đi vào cái chi tiết đó cho phần đầu của chương trình. Bây giờ cho Tuấn tiếp tục mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời cô Út ở Houston. Cô Út ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi cô. Dạ, con tên Út, mà em là chào luật sư Tuấn. Chào cô. Luật sư, dạ. Con muốn hỏi luật sư mấy câu hỏi. Muốn đến từ Mỹ, đến Mỹ theo diện phi quan đó, mà tới 27 tháng 6 này là có giấy đi năng tai, nhưng mà trong thời gian thì còn 21 tháng 7 này là hết hạn visa đó, thì trong thời gian chờ đợi mẫu đơn á, I-131 với I-765, thì nhưng mà trong cái thời gian này muốn đi Alaska, đi tàu Alaska đi du lịch đó, mà cần từ giấy tờ gì? Dạ vâng. Tôi có thể xuất trình giấy tờ gì cho nhân viên để chứng minh đó. Dạ vâng. Hay là tôi đang chờ thẻ xanh. Dạ vâng. Dạ. Cho tôi hỏi cô qua đây hồi nào vậy cô? Dạ, hôm qua tới 22 tháng 4 năm 2019. Dạ, năm 2019. Và hết hạn là 21 tháng 7. Dạ vâng. Nè. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ vâng, cô Út tôi có đầy đủ chi tiết để cho tôi trả lời cho cô rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô nếu mà không còn câu hỏi thì cô có thể cúp điện thoại cho tôi. Cô Út, cái diện fiancé là cái diện để cho cô qua đây, cái diện đính hôn đó để cho cô qua đây để kết hôn trong vòng 90 ngày. Cho nên nếu mà cô qua đây ngày 22 tháng 4 của năm 2019 thì cái quan trọng nhất là cô phải đăng ký kết hôn trong vòng 90 ngày. Mà nếu mà cô đã đi lăng tay rồi thì cô đã kết hôn rồi. Trong cái thời gian này thì cô phải chờ để cho sở di trú sẽ mời cô và chồng của cô đi phỏng vấn. Cô ở Houston thì cái thời gian phỏng vấn nó khoảng 15 cho tới 18 tháng. Cái thẻ đi làm I-765 và cái thẻ thông hành I-131 thì cái đó khoảng 6 tháng cho tới 8 tháng thì cái sở di trú nó mới gửi cái thẻ đó về. Nào, cái câu hỏi của cô là trong cái thời gian như vậy, đợi chờ cái thẻ xanh, để đợi chờ cái phỏng vấn cho cái thẻ xanh, thì cô muốn đi cái cruise, ok, ở đây và Alaska. Thì cái câu trả lời của tôi cho cô là cô có quyền đi trong nước Hoa Kỳ. Trong nước Hoa Kỳ, nghĩa là Alaska is ok. Nhưng mà cô không có quyền rời khỏi nước Hoa Kỳ nếu mà cô chưa nhận được giấy thông hành hoặc là thẻ thông hành.
Đó, cho nên nếu mà cái cruise này Seattle lên Alaska thì tôi nghĩ nó không có vấn đề, tại cái đó vẫn là trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà cô đi rời khỏi nước Hoa Kỳ thì cô sẽ gặp trở ngại nếu mà cô chưa nhận được thẻ thông hành. Đó là câu trả lời đầu tiên. Nếu mà cô đi trong nước Hoa Kỳ thì cô có thể chứng minh những cái giấy tờ gì để cho người ta biết cái vấn đề cô đang làm thủ tục giấy tờ ở đây và đang ở đây đúng theo luật pháp. Thì cái câu trả lời của tôi rất là đơn giản cho cô. Tại vì cô đi theo diện đính hôn, vị hôn thê thì cô mang hộ chiếu, giấy hôn thú và cái receipt của cái I-485 là cái đơn xin adjustment of status, đơn xin thẻ xanh. Đó thì cô cần mang những cái đó đi lúc mà cô đi những cái cruise trong nước Hoa Kỳ hoặc là trong nước Hoa Kỳ. Cảm ơn cô Úc ở Houston rất là nhiều và cũng tiếp tục thành phố Houston. Cho Tuấn xin mời chị Tiên ở Houston, xin mời chị Tiên lên tiếng đi ạ. Chị Tiên ở Houston, xin mời chị lên tiếng đi. Dạ, chào. Dạ, chào luật sư. Dạ, chào cô. Anh có một câu hỏi là có đứa cháu ở Việt Nam 15 tuổi, học xong lớp 9, muốn đi du học sang Mỹ. Có phải nếu cháu đi thì mẹ của cháu được đi cùng với cháu không ạ, luật sư? Ok, chị Tiên còn câu hỏi gì không chị? Dạ không, chừng đó thôi. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Ok, lúc nãy Tuấn có nói đó là những cái vấn đề mà khi mình thấy nhiều cái câu hỏi mà nhiều cái câu hỏi từ đâu nó tới đó mà nó không đúng theo một luật đó, thì mình muốn chấm dứt cái đó liền ngay lúc ấy luôn. Thì đây cũng là một cái câu hỏi mà mình thường xuyên mình nghe. Cháu nó có quyền được đi du học, mẹ cháu có quyền được đi du lịch thăm con. Đó. Chứ không phải là cháu nó đi du học là mẹ cháu được ăn theo. Nó không phải như vậy. Cho nên cháu nó 15 tuổi, nếu mà gia đình cháu giàu có nha, và cháu nó có thể đi qua đây du học. Tại sao mình nói cái vấn đề giàu có? Tại vì cái hồ sơ xin đi du học F1 và cái hồ sơ xin đi du lịch B1, B2 đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cái sự ràng buộc tài chính kinh tế ở Việt Nam. Đó. Thì đó là tại sao mình nói cái vấn đề giàu có. Thì cái cơ hội người ta có quyền được đi qua đi du học, người ta có quyền được cái visa du lịch để thăm viếng con người ta, chứ không phải là có quyền được ở đây. Đó, thì tất cả những cái thị thực đó, từ hồi đó cho tới bây giờ, lúc nào người ta cũng có quyền xin, nếu mà cái kinh tế người ta rất là mạnh ở Việt Nam. Cảm ơn chị Tiên ở Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn đi qua thành phố Dallas. Đó là cô Phước. Cô Phước ở Dallas, xin mời cô lên tiếng đi ạ. Tôi nghe cô Phước, mời cô trực tiếp trình bày đi cô. Cô Phước à, tôi xin lỗi, tôi cắt ngang cô một tí. Cô Phước, I'm sorry, tôi không nghe rõ cái câu hỏi của cô. Tôi không nghe rõ cái câu hỏi của cô. Cho nên cái này là cô bảo lãnh cho ai ạ? Bảo lãnh cho con là trên 21 tuổi. Dạ vâng, cho nên... Dạ vâng, cô bảo lãnh hồi nào cô? Dạ, bảo lãnh là 2013. Dạ vâng. Nó về là ngày 21/8 năm 2013. Thì dạ, đến bây giờ đó, thì là luật sư cho biết là còn bao lâu nữa thì cái hồ sơ của mình mới về tới luật sư. Dạ vâng. Ok, cảm ơn cô rất là nhiều. Và cháu nó vẫn còn độc thân ở Việt Nam ha cô? Dạ. Nó còn ở Việt Nam mà nó đang du học ở Úc. Ok. Yeah. Cảm ơn cô rất là nhiều và cô có thể cúp điện thoại cho tôi ha. Thưa cô, cái hồ sơ này đó thì nó có vài chi tiết để cho tôi trình bày cho cô. Cái quan trọng nhất là cháu nó độc thân, cô có thẻ xanh, thì cái hồ sơ này là hồ sơ F2B, là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Nếu mà cái thứ tự của cô là tháng 8 của năm 2013, thì bắt đầu tháng 7 cái visa nó sẽ đáo hạn. Bắt đầu tháng 7 nó sẽ đáo hạn, nghĩa là bắt đầu tháng 7 người ta có quyền phỏng vấn. Đó,
nó không có phải là một tay tháng 7 là nó kêu phỏng vấn đâu. Nhớ tất cả những cái hồ sơ mà có quyền phỏng vấn ở bên Việt Nam nó phải đi qua sở di trú, thì sở di trú đã chấp thuận hồ sơ này, nó phải hoàn tất thủ tục với trung tâm visa. Thì nếu mà cô đã hoàn tất cái thủ tục trung tâm visa này rồi thì bắt đầu tháng 7 của năm 2019 thì cái lãnh sự quán mới có thể lên cái lịch để cho cái lúc đó thì cái trung tâm visa mới có thể lên cái lịch để cho phỏng vấn với cái bộ bộ ngoại giao hoặc là lãnh sự quán ở Sài Gòn. Cho nên bắt đầu tháng 7 trở đi thì cái thứ tự này nó mới đáo hạn thì mới có quyền phỏng vấn. Cho tôi nhắc nhở thêm là tại vì cháu nó ở bên Úc, ok, cháu nó du học bên Úc, thì khi làm thủ tục với trung tâm visa cô cần cái police clearance là cái tờ giấy xác nhận của tư pháp hoặc là cảnh sát ở bên Úc là không có phạm pháp nữa, ngoài cái vấn đề cái tư pháp ở bên Việt Nam nữa, cho nên cần hai cái lượng nha cô. Make sure cái hồ sơ này cô hoàn tất với trung tâm visa thì lúc đó mới có quyền phỏng vấn ở bên lãnh sự quán Hoa Kỳ. Cảm ơn cô Phước ở Dallas rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin là dây kế tiếp, đó là chú Khải. Sau khi cái câu hỏi của chú Khải thì cho Tuấn gửi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7. Xin mời chú Khải lên tiếng đi ạ. Dạ. Xin chào luật sư ạ. Tôi tên Khải, có thể tên 10 năm. Tôi có làm đơn bảo lãnh cho đứa con gái ngày 11 tháng 4 năm 2018. Con gái tôi vừa qua 21 tuổi ngày 13 tháng 4 năm 2019. Vậy cho tôi hỏi trường hợp cái current của tháng 7 này có ảnh hưởng gì đến con tôi, có cháu vợ có hy vọng hưởng được cái chuyện cái diện F2A được không? Dạ vâng. Có hưởng được cái đạo luật SIPA không? Dạ vâng. Câu hỏi thứ nhất. Cho tôi. Câu hỏi thứ hai. Dạ, tôi có nghe luật sư nói cái từ khóa hồ sơ lúc vừa đủ 21, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Vậy xin luật sư có thể giải thích rõ chỗ có cái từ khóa hồ sơ thế nào được không ạ? Và trường hợp của tôi có nhờ văn phòng luật sư để làm cái vụ khóa hồ sơ được không? Tại vì tôi không có biết cái đó. Ok. Chú Khải, cho tôi hỏi. Dạ vâng, cảm ơn chú. Chú làm ơn đừng có cúp điện thoại nha. Cho tôi hỏi vài chi tiết. Chú nộp hồ sơ bảo lãnh cho con gái của chú ngày 11 tây tháng 4 năm 2018. Cho tôi hỏi bao lâu? 13 tây tháng. Ok. Chú nói với tôi, excuse me, hồ sơ chú gửi là ngày 11 tây tháng 4 năm 2018. Bao lâu đó nó chấp thuận và sở hữu chú chấp thuận vậy? Dạ thưa, từ đó tới nay thì khoảng có khoảng chừng chưa đầy tháng thì gửi cho tôi cái giấy mà có chữ WAT là cái ngày 4 tháng 9 là 2018 đó. Dạ vâng. Cái ngày đó gửi cái giấy mà có tính tiền mà 500 mấy chục đô trong đó. Rồi sau đó chú có nhận được giấy tờ gì chưa? Dạ thưa chưa. Dạ vâng. Ok chú, và cháu nó ở Việt Nam chứ không phải trong nước Mỹ phải không ạ? Dạ thưa, ở Việt Nam ạ. Dạ vâng, cho tôi hỏi thêm, ngoài chú bảo lãnh, có mẹ cháu nó ở đây không? Dạ thưa, mẹ cũng ở Việt Nam ạ. Ok, rồi chú. Dạ, tôi với bà xã ly dị rồi. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Ok chú, tôi sẽ cố gắng trả lời cái câu hỏi cho chú. Ok. Khi chú làm cái hồ sơ này, cho con của chú, thì con của chú 20 tuổi. Cho nên nếu mà chú nói với tôi cháu nó ngày 13 tây tháng 4 năm 2019 là cách đây 2 tháng cháu nó 21 tuổi, thì cháu nó sinh ngày 13 tây tháng 4 năm 98. Cho nên chú nộp hồ sơ ngày 11 tây tháng 4 năm 2018, thì lúc đó cháu nó 20 tuổi. Cho nên đây là cái lý do tại sao cái phần đầu của chương trình tôi nói cái lợi của cái visa current là như thế nào. Là thưa chú, đó, là con của chú được sự bảo vệ của cái đạo luật CISPA. Nghĩa là cháu nó không có rơi vào cái ưu tiên 2B tại bây giờ cháu nó trên 21 tuổi. Nhưng mà cháu nó được sự bảo vệ của đạo luật CISPA, cháu nó được cộng cái tuổi mà đang chờ sở hữu chú duyệt. Chưa có duyệt nha. Nếu mà chú nói với tôi từ ngày nộp cho tới bây giờ chưa có nhận được giấy chấp thuận, thì cái hồ sơ này vẫn được cộng
và trừ đi cái nào? Trừ đi cho cái ngày nó đáo hạn. Wow, mùng 1 tây tháng 7 là nó đáo hạn. Cho nên cái hồ sơ này, cái hồ sơ này cho đứa con gái của chú chưa có giấy chấp thuận và cái visa đã đáo hạn, thì cháu nó được giữ cái ưu tiên F2A. Đó. Cái đó là cái chắc chắn, cái chắc chắn. Cho nên cho dù bây giờ cháu nó trên 21 tuổi, cho dù 1 năm sau, 2 năm sau cháu nó qua đây, okay, lúc đó cháu 22, cháu 23, cháu nó vẫn được giữ cái ưu tiên F2A là dưới 21 tuổi con của người thường trú nhân. Đó. Lý do là cái thời gian cộng nó rất là nhiều và nó đã đáo hạn tại cái visa nó nhảy lên ngày 1 tây tháng 7 của năm 2019. Cái câu hỏi kế tiếp của chú là khóa tuổi là cái gì? Okay. Cái luật CISPA nó đòi hỏi người ta phải sought to acquire cái benefit đó trong vòng 1 năm. Sought to acquire nghĩa là cái danh từ luật pháp là phải làm thủ tục để lấy cái quyền lợi đó trong vòng 1 năm. Đó. Thì nếu mà cái hồ sơ đó với Bộ Ngoại giao, nghĩa là đang ở Việt Nam, thì cái Bộ Ngoại giao cho biết rằng là nộp cái DS-260 trong vòng 1 năm là một cái hình thức để khóa cái tuổi hoặc là lấy cái quyền lợi đó. Nhưng mà cái 1 năm khi nào trong cái hoàn cảnh này, cái 1 năm khi mà sở hữu chú nó chấp thuận đó, hoặc là khi nào mà cái visa nó đáo hạn. Wow, nó đã đáo hạn nhưng mà sở hữu chú chưa chấp thuận thì mình đâu có thể nộp cái DS-260. Tại vì DS-260 phải đóng tiền cho Bộ Ngoại giao phải mở trên mạng, mình mới điền được, mình mới khóa tuổi được. Cho nên cái trường hợp này, cái vấn đề khóa tuổi là cái DS-260. Còn nếu mà người ta ở trong nước Mỹ thì cái đó là nộp cái 485 hoặc là cái 824 nếu mà trong cái hoàn cảnh khác hơn. Đó. Cho nên trong cái trường hợp này, tôi chỉ nhắc nhở là mình cần lưu ý tới cái vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề này nó sẽ khóa tuổi trong vòng cái thời điểm đó, cho nên chúng mình không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng mà căn cứ vào cái nhảy của cái visa bulletin thì cháu nó được sự bảo vệ của CISPA. Chứ chỉ make sure là cái hồ sơ kế tiếp được chấp thuận rồi sau nó đóng tiền làm cái DS-260 thì cháu nó được lưu trì cái FIA thì sẽ qua đây sớm hơn. Cảm ơn chú Khải ở Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn gửi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2019 luôn. Xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2019. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 7 năm 2019. Bảng A, Final Action Date, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 3 năm 2012. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn cho những hồ sơ nộp trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2013. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 3 năm 2007. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 6 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 7 năm 2019. Và chúng ta tiếp tục đường dây điện thoại, đó là số 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Trên đường dây kế tiếp cho Tuấn, xin mời chị Kathy ở Houston. Xin mời chị Kathy lên tiếng đi ạ. Dạ, em chào luật sư Tuấn ạ. Dạ vâng, chào cô. Mời cô trình bày đi hoặc là có câu hỏi cho tôi ạ. Dạ, em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là em có một bà mẹ mới đi du lịch tại Mỹ. Mời chị, vâng, chị tiếp tục đi để tôi để cho chị trình bày hết rồi tôi mới trả lời. Chị cứ tiếp tục trình bày đi. Em có bà mẹ là em bảo lãnh đi du lịch tại Mỹ, bà qua 1 tháng rưỡi, nhưng mà bây giờ là em muốn bảo lãnh bà mẹ ở lại Mỹ thì không biết là mình làm như thế nào.
Và còn câu hỏi gì khác nữa không ạ? Dạ, câu hỏi thứ hai á là cái income của em thì nó rất là thấp, thì không biết là em có cần là người cô sai hay không? Dạ vâng. Ok, chị Cathy, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa chị Cathy, cho Tuấn khuyến khích chị và tất cả quý vị rằng nếu mà quý vị trong cái tình trạng mà xin thẻ xanh ở đây thì Tuấn strongly encourage là quý vị nên có luật sư hoặc là có văn phòng nào giúp. Cho nên mấy cái này không bao giờ nên tự làm hết. Tại vì Tuấn nhiều lần Tuấn nói nếu mà làm cho nó đúng thì thấy nó dễ, thấy nó rất là dễ. Nhưng mà khi làm không đúng thì nó rất là khổ. Thưa chị, đầu tiên đó là cái luật đúng rồi là 30-60. Nhưng mà cái đó nó đã thay đổi một tí rồi. Là khi mình đi qua đi du lịch mà bất cứ cái gì mình làm trong vòng 90 ngày thì coi chừng cái vấn đề sở hữu chú nó có thể nói rằng là mình không có thành thật với Bộ Ngoại giao hoặc là nhân viên ở phi trường khi mình trình bày mình chỉ có qua đây tạm thời rồi mình sẽ trở về Việt Nam. Cho nên mấy cái này chỉ cẩn thận cái đó. Dĩ nhiên khi người ta qua đây thì người ta có quyền thay đổi cái ý muốn của người ta. Cho nên để tránh cái vấn đề mà có thể sở hữu chú nói rằng là mình đã có cái sự dàn xếp và cái ý định thì cái đó tốt nhất đừng có làm gì vội trong vòng cái 90 ngày. Cái thứ nhì nữa đó là cái thủ tục bảo lãnh cho mẹ để cho mẹ có cơ hội xin thẻ xanh ở đây nó không có đơn giản như vậy. Thủ tục nó rất là nhiều và những cái hồ sơ này thì cái sở di trú đa số bây giờ thời điểm này người ta sẽ phỏng vấn và nếu mà phỏng vấn thì nó sẽ 15 cho tới 18 tháng ở trong thành phố Houston. Về cái thu nhập thì cho Tuấn nói khéo cái này thôi. Nếu mà thu nhập nó thiếu hoặc là nó không có đủ thì cái tốt nhất là tìm cái người đồng bảo trợ. Còn nếu mà không có tìm được người đồng bảo trợ và đây là cái hồ sơ người ta xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thì có thể nghiên cứu về cái vấn đề sử dụng cái tài sản của mình để cho cái make up cái khác biệt của cái thiếu sót của cái thu nhập đó. Cho nên tất cả những cái chi tiết này thì cô và mẹ cô phải trực tiếp với luật sư hoặc là những cái văn phòng để giúp cho mẹ và của cô. Cảm ơn cô Cathy Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn đi qua Dallas, cho Tuấn xin mời cô Liên ở Dallas, xin mời cô Liên lên tiếng đi ạ. Cô Liên ở Dallas, xin mời cô lên tiếng đi. Cô Liên, đây là chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn, mời cô lên tiếng đi ạ. Dạ, thưa luật sư ạ. Ok, nếu mà... Ok, cô Liên, mời cô lên tiếng đi cô. Em sinh năm 72, nhưng đến năm 78 mà em mới làm giấy khai sinh cho em. Vậy có ảnh hưởng gì đến hồ sơ bảo lãnh anh chị em không ạ? Ok, cô Liên, tại vì Tuấn không nghe cái phần đầu của câu hỏi. Đây là hồ sơ bảo lãnh anh chị em, cái khai sinh của cô bị sao cô? Dạ, em sinh năm 72, nhưng mà đến năm 78, ba em đi làm giấy khai sinh cho em. Tại em hỏi là nó có ảnh hưởng gì đến hồ sơ bảo lãnh anh chị em không ạ? Dạ vâng, cô sinh ở thành phố nào cô? Dạ, em ở thanh ở Huy Nhơn ạ. Xin lỗi, cô sanh đẻ thành phố nào? Dạ, thành phố Nguyên Nhơn, Bình Định ạ. Ok, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô có thể cúp điện thoại cho tôi. 72 sanh đẻ Quy Nhơn, thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà chiến tranh. Cho nên đó là có thể là cái lý do tại sao mà cái khai sanh nó bị trễ cô. 72 rồi sau năm 75 tới năm 78 mới làm được cái khai sanh. Thì trong cái tình trạng của cô là cô có cái khai sanh đăng ký trễ hạn hoặc là đăng ký trễ. Đối với cái luật di trú của nước Hoa Kỳ, bất cứ cái khai sinh nào mà đăng ký sau một năm khi mình sinh đẻ thì đó là đăng ký khai sinh bị trễ hạn hoặc là bị trễ. Thì trong cái tình trạng đó cô vẫn làm được hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em, nhưng mà phần trăm rất là cao là cái sở di trú khi bắt đầu kéo cái hồ sơ giải quyết thì sẽ yêu cầu bổ túc. Yêu cầu bổ túc gì? Cái vấn đề chứng minh của cô, cái mối quan hệ của anh em của cô. Và nếu mà cái chứng minh đó nó không có rõ ràng hoặc là thiếu sót thì có thể phải thử ADN hoặc là DNA. Và cái DNA trực tiếp với hai chị em thì cái tốt nhất nó phải thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Cho nên phải thử cái ADN 3 chiều thì cái đó là tốt nhất. Còn cái vấn đề nếu mà trực tiếp anh chị em thì cái đó là hên xui thôi. Cho nên mấy cái này tôi khuyến khích cô vẫn làm hồ sơ bảo lãnh, chuẩn bị cái yêu cầu bổ túc và nếu mà cần thiết chuẩn bị cái ADN luôn. Cảm ơn cô Liên ở Dallas rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây hết thời giờ cho chương trình chiều tối nay, và chiều tối nay là ngày 24 tây của tháng 6 của năm 2019. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Và rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào và đặt những cái câu hỏi cho Tuấn. Và Tuấn xin chúc quý vị một buổi chiều tối và một tuần hạnh phúc và bình an. Tạm hẹn quý vị vào chiều tối thứ hai tuần sau. Xin kính chào.